Sau ta cha thanh lại pa me pi nong mới pi nong bứng le chương trình quam tay không đài phát thanh truyền hình tỉnh Điện Biên phát nặng VTV hạ đài truyền hình Việt Nam chương pi nong hạc sườn bưng pi cài ma té ngân cốc choi dừa khổng chương trình hoi nưng xám xíp hạ chu xã pò lại già cha chu xã đèn đìn nặng cuồng tỉnh Điện Biên có từng bát tảng tánh pòm pâng hơn rào so tăng bản na xã phồng pá mưng pu mưa hương biến thái mà ứ lần xưa lò chu dự án tròi dừa mà pe dê dườn bánh khay cái đài lang tỷ có phong phân lần tấm thủ nhập từng bán cho dùng đơi kìn rú dần bay chủ chừa côn cuồng tình. Mê nha mọt bản nằm ke huyền mương nhé bón kìn rú khòng khâu xếp che chua hươn côn cống tráng hiền đầy bưng luôn biến thái mà ứ khổng dần bay rú nỉ bưng đàng hơn hàn khăn chăn mặn nà tang khỏ bàn đầy thọ bê tông quàng khoàng pẹ sờ trương ép cánh lại chua hươn có mê chu tàng trương chuồng hông dệt dườn hay na té trường trình hoi nưng xàm xếp hà khổng chính phủ bản cò phay phân tàng tánh chu công trình cân sẵn cánh choi dừa dần bay mả pe dệt dườn lươn tướm thủ nhập dương năn đơi kìn rú khòng côn cống rú bàn nằm ke mơ hương đỉ xưa điền cái mơ họt bàn trương lớp ép đầy tàng tánh ngày nàng bàn tinh mết lù nòng đầy mắt trương ép sừ đơi kìn rú dần bay biến thái lại khù mà chào cho khổ mà cầu sao khế là trả tung lương đi năm nay thì lại con đi dạ cha hình sáu khe lò xả tòng lường bài nhảy bốn rú la đài khay đầy đàng hơn mương bồng chờ ho dần bay chừa côn mi nổi hơn rào đầy tằng tánh khăn chăn màn là hơn mung ca phả mày bóng mi leo làn to hơn mung tiếng pro xi măng cánh tôn thôi thì cũng là dân bản tôi cũng rất nhiều khổ vì con đi dân bản xung khỏi khổ cún cạt hay khay đài đảng chính sách hồng hơn mương choi dừa dân bay cùng bản mả pe dưa dườn khói cài cắt cung ướt ra đơi kìn rú dần bay co nhô vàng xưa vào ma tang la tỷ chương trình hoi nưng giảm xếp hà nặng cuồng phồng lung hù văn hòm phó chủ tịch hội đồng nhân dân xã nằm ke nhàn xanh té ngân cốc chương trình hoi nưng giảm xếp hà hơn rào sau thang khổng xã đầy tàng tánh pòm pâng lần xưa lò chu dự án choi dừa mà pe dệt dườn có búc chưa lại luôn dệt dườn cái đánh lang tỷ có phong phân nho sùng đơi kìm rú dần bay từng bán khói cài cắt cung ướt xa xã của mình chào bắp lai khó lai hả bác cây chờ được sự quan tâm của đảng nhà nước chính quyền địa phương cái của hết kinh bay đấy sang của đáy mít không bảo tồn chính của đáy hướng cái mua ma nhà nước của họ lên cơ nhắm khẩu của họ lên chợ của khó phú khó ơi cái dân bay nhân tộc con của sớm khá mi từ đâu khó từ đâu của đáy kinh đấy đấy nung đấy non kinh đi kinh văn trong sự quan tâm của đảng nhà nước chính quyền địa phương dân bay của cái ổn định hết kinh mì gai mì rú mì tàng mờ hột bán hột xa hột huyện nhân bay làm kia rất cảm ơn đảng nhà nước chính phủ báo tròm to xã nằm ke huyện mương nhé ngân cốc chương trình hoi nưng xám xếp hà có phong phân dệt biến thái mà ứ bản na phổng sùng khổng tình Điện Biên nàng huyền Điện Biên đồng chu dự án tằng tánh hơn rào so tang mường phải lái lên choi dừa chừa phân cỏ pu bồng tổ tành tổ liêng chu tàng máy chu tàng trương chuồng hông dệt sườn hay na cánh năm dệt chú luông gión cặt cung đầy trên cái pòm pâng cái nằn có bông phân kẻ khầy bưng nàng phê cần sẵn khổng huyền cặt xương tiền tang trương ép cha mì tế nằm pẹ sủ hươn rú choi dừa dệt sườn tạ vệ dệt choi dừa trực trâu chù lang áo cân hà khổng côn cặt chừa côn mi nổi hoạt khay số chua hân cạt cuồng tinh cá huyên gión lông nhang còng xí xếp hà phẩy sao sòng phân hoi
thế chào thế ô có khai thế ô xin lỗi nọ và khai thế khai từ 2000 pi xong tần từ pi xong tần này xong đó rồi răng rất này đó bản mương tôi kiểu tôi han đó khai là ổn định đó, đó. Khẩu năm gọp bình thế chào thế ô có khai hình nọ là khai thế rất này đó khai là tè hư tế ngân cốc chương trình hoa nưng sàm xếp hà có phong phân phúc chưa mà pe kinh tế xã hội nàng phòng bỏ lại dạ cha khổng tỉnh Điện Biên toi từ số biển mài không bàn dân tộc tỉnh Điện Biên gian té pì sóng pan bài xếp hốc họ pì sóng pan bài sao tỉnh Điện Biên tại bàn dài cài hoa nưng hốc xếp bét tỉ xí hoi xếp hốc chiều mặn ngân cốc tảng tánh hơn rào so tăng cánh choi dừa mà pe di dườn hở cầu xếp chết xã cánh sòng thôn bản bỏ già cha đảng đại hưởng chương trình hoi nưng giảm xếp hạ lồng cải ngân cốc tỉnh cò phay phân tảng tánh chằm xám hoi hốc xếp công trình cuống nằn sòng hoi xếp bét công trình so thang bảy ma chết xếp bét công trình mường phải sau công trình trương lớp ép sau cầu công trình hơn văn hóa cầu cổng trình tiền tài hung cánh hà cổng trình nằm pẹ sủ nọ tảng tánh chu cổng trình chuồng hông dần bay phòng bản na phía choi dừa mả pe dưa dườn cánh tạ viện dệt hở dần bay chu chừa côn mi noi gian cải ma có bến khay cái đáy lang tỉ tạ viện dệt lưng tứm thủ nhập dần bay chương trình có choi dừa cài chết pan hâu khoi tổ ngô quay hở chằm xíp pan chua hươn cài hà xếp hà băn tổ bếp cái hán nan hở chằm cầu hỏi chua hơn cho dừa chừa phơ ly cỏ kín mạ cỏ cổng nghiệp cỏ diệt già cỏ pu áo mày chu tàng máy chuồng hông diệt dườn họ hàng băn chua hơn xương nằn số chua hơn cạt khổng tình gión té xí xíp bét phẩy xíp xí phân hoi hùa bì sòng băn bài xíp hốc lông nhăng sao cầu phẩy cầu xíp trên phân hoi là bì sòng băn bài sao tại cháu đó bản mương về biến hóa đó chủ thầy hay thầy na đó ngó quay cái đang đúng như cầu hay đó mi kỹ thuật này cái thứ nhất mà bản mương cái tiến hóa đó, khai mai khai móc mà họ dần dần theo đó cổ và cướp ngân hợp một sự hay biến đỡ họ ấy đó đẩy má đẩy múa đó dần cậu ổn định đó khá hơn các hộ nghèo cái hình như giảm tỷ lệ rất ế nó khỏe hơn cả bản mương hỗ trợ tăng máy móc đó dính dần chim mít cụm cả vũ mi bản mương hỗ trợ cấp 4 hở sư máy ma diệt bên neo ba nặn đòn hai ná đòn đi còn kiếm đôi du dần mương rất ổn cả đại lang đi khai hơn đã cả đại lang đi biết hơn mà hơn cho biết lang đi chương trình hoi nưng sàm xếp hà men khổ bồn sòn cuồng chính sách dần tốc cuồng tình ngân cốc chương trình hoi nưng giảm xếp hà có phong phân mà khay bòm băng ngân rào so tang mừng phải lái lên choi dừa mà pe dưa dườn gión cắt cung vượt xa nằng chu thôn bản xã bò dạ cha phòng bò me chu chừa côn mi noi cánh phòng pá mương pu